Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả ạ. Quay trở lại với các câu chuyện của em Nhi 12 tuổi cùng với lại chú Vũ thì đến hiện tại bây giờ, thật sự mà nói luôn á mọi người, đã có rất là nhiều người lên tiếng để mà giúp đỡ cho chú Vũ, nhưng mà bên cạnh đó chú Vũ lại không thể nào tự cứu lấy chính bản thân của mình. Có rất là nhiều bạn nói rằng là tại vì sao chú Vũ trong cái đêm hôm đó rõ ràng rằng là chú Vũ không làm bất cứ một cái điều gì, và em Nhi nó cũng lên tiếng để mà nó nói về cái sự việc đó rồi, mà tại sao vẫn còn nhận tội, nhận lỗi lầm về mình. Nói thật sự luôn mọi người, thì mình cảm thấy rằng là chú khờ đến cái mức mà mình cảm thấy mình thương luôn ấy. Bởi vì nếu như mà mình không làm bất cứ một cái điều gì thì tại vì sao mình lại phải đi nhận tội? Mà nhận như vậy chưa chắc gì mình đã được kết luận tội. Nói chung á, nếu như chú Vũ là một cái người mà biết được rằng là ở bên ngoài vẫn còn mẹ già đang ngóng trông chú từng ngày, và bà không có đủ sức khỏe để có thể là chờ cái ngày mà chú về được, nên chính bản thân của chú cũng phải tự cứu lấy chú. Chứ còn thật ra mà nói luôn mọi người, bây giờ mà mình buồn bã, mình buông xuôi hết tất cả mọi thứ vì một người mà không đáng giống như là Thị Màu. Nói thẳng ra nếu như là một người mẹ, một người vợ mà tốt ấy, thì con cái, chồng của mình ra sức bảo vệ. Chứ còn đằng này một người giống như Thị Màu thì vẽ ra biết bao nhiêu câu chuyện trong suốt một cái khoảng thời gian dài, 30 mấy năm qua sống chung cùng với chồng mình, rồi cuối cùng bây giờ đưa chồng mình dính vào cái vòng lô lý. Rồi để làm gì? Để ả du hí cùng với lại người tình chứ giờ để làm gì? Mà chú Vũ chưa hiểu rõ những cái vấn đề đó, nhưng mà chú vẫn muốn bao che, chú vẫn muốn bảo bọc. Có rất là nhiều bạn nói rằng là tại vì chú thương cái ả Thị Màu này quá là nhiều. Nhưng mà một người phụ nữ như vậy đâu có xứng đáng đâu ạ. Không xứng đáng một tí nào hết. Một người mẹ, một người vợ mà chưa bao giờ biết quan tâm, biết lo lắng cho gia đình, mọi người thấy không? À, bây giờ mình cũng không muốn nói nhiều tới những cái điều đó, tại vì hàng xóm chung quanh, những cái người đã từng xem qua những cái đoạn video về Thị Màu, rồi tất cả những người mà đã lên tiếng để mà bảo vệ cho chú Vũ thì người ta cũng hiểu rất là rõ luôn rồi. Cái bản chất nó vẫn mãi là như vậy và nó không thể nào mà nó thay đổi được. Chỉ qua rằng là mình thấy thương cho bà ngoại, rồi mình thấy thương cho chú Vũ. Chắc có lẽ bây giờ Thị Màu đang rất là vui và đang rất là phấn khởi, bởi vì ả nghĩ rằng là trong cái câu chuyện này mình không có bất cứ một cái chuyện gì cả. Và nói chung á, bây giờ đang rất là phấn khởi ở trong đó. Chỉ qua rằng là mình cảm thấy tội cho chú Vũ. Chú Vũ đâu có biết được rằng là chú Vũ hy sinh hết tất cả mọi thứ, nhưng cái sự hy sinh đó nó lại không đúng người, không đúng chỗ. Đáng lẽ ra chú phải hy sinh cho mẹ của chú, chứ không phải là một người giống như là Thị Màu. 30 năm qua chú sống chung cùng với ả thì ả đối xử với chú như thế nào ra làm sao, chú phải hiểu rõ nhất chứ. Bây giờ trong cái câu chuyện này, sai khoái thì nó cũng phải rõ ràng. Mình làm thì mình nói là làm, mình không làm thì mình nói là mình không làm. Bởi vì cái câu chuyện này không đơn thuần chỉ là ăn một bữa cơm hay là bất cứ một cái điều gì cả, mà cái này nó liên quan đến cả cái danh dự của cả gia đình của chú. Bây giờ chú thấy không, mọi người đang cố gắng hết sức để có thể là giúp cho chú quay trở về. Nói thật sự luôn mọi người, mình không hiểu vì sao chú lại lên tiếng, chú nói rằng là chú có lỗi trong cái đêm hôm đó. Mà rõ rành rành theo những cái lời nói của em Nhi thì nó không có bất cứ một cái điều gì cả. Chỉ qua rằng là đây là một cái sự sắp đặt, và đây là một cái điều gì đó mà ả Thị Màu kia bao lâu nay đã làm, rồi vẽ vời cho em Nhi. Nói chung là ả ấp ủ cái mục đích này cũng từ lâu rồi, và mình cũng có thể hiểu được. Nếu như mà chung sống mà không thấy hạnh phúc á, cái cuộc sống mà nó quá là miễn cưỡng á, thì mình đừng có làm cái chuyện gì mà chi cho nó to tát như hiện tại bây giờ. Một phát thôi là mình có thể là chia tay nhau đó, đường ai nấy đi, mình có thể tò te tú tí với người này người kia, khỏi cần luôn đấy, khỏi cần phải lo, khỏi cần phải nghĩ. Nhưng đây là cả một cái sự dàn dựng. Chứ còn một người mẹ mà hả, đã là con ruột của mình, đó là con gái của mình rồi, mà để nó dính vào cái vòng luẩn quẩn như vậy, mà một người mẹ mà vô tư vui vẻ đến cái mức độ mà mình không thể nào mà mình hiểu được. Mặt á, thì nói rằng là thương chồng thương con, mặt á, thì hả, khi mà nghe chồng mình mà bị tội thế này thế kia là bắt đầu vui sướng đi công bố hết ở khắp mọi nơi cho tất cả mọi người nghe.
Mọi người thấy không? Một người giống như vậy thì chú Vũ, chú hy sinh có xứng đáng hay là không? Cuộc sống mà mọi người đôi lúc á, cái người mà cặn kề bên ta, ví dụ như ả thì màu á, cuộc đời này chỉ có một mình ả thôi. Chứ còn người ta là phụ nữ, mọi người người ta nghĩ cho gia đình lắm. Mà cái người giống như thị màu thì chưa bao giờ nghĩ cho bất kỳ một ai, kể cả mẹ ruột của mình mà ả cũng không bao giờ mà quan tâm tới. Thiệt sự luôn, mọi người nhìn thấy cái hình ảnh của mẹ thị màu thì mình khá là chạnh lòng. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không thể nào mà giúp được nhiều. Bởi vì người ta biết được á, trong cái câu chuyện này giống như là một con sâu mà làm rào nồi canh. Một người giống như thị màu đã gieo ra biết bao nhiêu cái câu chuyện như vậy, thì người ta nhìn vào những cái điều đó để mà người ta có thể là quánh giá hết tất cả mọi thứ. Nhiều lúc người ta cũng thấy chạnh lòng, người ta cũng thấy thương, nhưng mà người ta không thể nào người ta giúp đỡ được. Bởi vì đáng lẽ ra những người anh, người em, người chị ở trong gia đình với thị màu biết thị màu làm ra những cái điều sai khoái như vậy thì mình phải nên khuyên răn, mình phải nên nói đúng với sự thật, rồi mình nên nói thì sao, khuyên nhủ em Nhi ra làm sao. Chứ còn thật sự bây giờ là biệt vô âm tính, biệt tích luôn. Em Nhi là tất cả mọi người cũng không thể nào gặp được luôn. Và nói chung á, đây là một cái gì đó được gọi là theo một cái sự sắp đặt của thị màu rồi. Trong cái câu chuyện này mọi người chung quy tóm lại là chỉ có gia đình của chú Vũ là mang tiếng, chỉ có gia đình của chú Vũ là đau khổ và mệt mỏi nhất. Còn giống như thị màu thì có đau khổ gì đâu. Mọi người thấy không, chồng mới vừa ra đi thôi rồi bắt đầu ở nhà vẫn tò te tú tí được. Thì những cái điều này thì ả đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Mà tại vì sao mình mong chờ cái điều đó, thì thay vì mình làm ra những cái câu chuyện mà đưa chồng mình dính vào cái vòng lao lý, mà mình không chọn một cái cách khác, đó là ly dị hay là chia tay chồng mình để cho cái cuộc sống nó thư thái hơn. Phần ai nấy ở rồi hả, có bao nhiêu tiền thì góp để mà nuôi con. Chứ tại sao mà cư xử hành xử đến cái mức độ như vậy hả trời. Hiện tại bây giờ tất cả mọi người đang cảm thấy khá là hoang mang, bởi vì lúc thì có tin vui, lúc thì không có tin vui, lúc thì như thế này, lúc thì như thế nọ. Nhưng mà cuộc sống mà mọi người đâu có phải chúng ta biết trước được bất cứ một cái điều gì. Và đây là một cái câu chuyện đâu phải là đơn giản, đâu phải là bình thường. Và cái người sắp đặt ra cái câu chuyện này đó chính là thị màu. Nếu như chú Vũ mà biết tự bảo vệ cho chính bản thân của mình, cũng giống như là có một cái sự hợp lực của tất cả mọi người ấy, thì đảm bảo rằng là cái công lý, cái công bằng nó sẽ sớm được thực hiện, sớm được thực thi. Nói chung á, bây giờ mà để cho cơ quan chức năng người ta xử lý cái vụ việc thì nó hơi lâu hơn một tí mọi người ơi. Tại vì những cái dẫn chứng này, những cái lời khai của chú Vũ này, những cái lời khai của em Nhi này, nó có một cái sự mâu thuẫn không hề nhẹ. Một cái sự mâu thuẫn và nó không có một cái sự trùng khớp nào ở đây thì cơ quan chức năng người ta cũng sẽ nghi ngờ và người ta ngờ vực. Và mình cũng nghe nói được rằng là không biết được cái dịch ở trong người của em Nhi trong cái đêm hôm đó là cái gì. Mình chỉ mong được rằng là nếu như chú Vũ không có làm điều sai khoái á mọi người, thì khi mà người ta xét nghiệm á sẽ không có bất cứ một cái điều gì cả. Và thật sự luôn mà nói luôn mọi người, tất cả mọi người đang có một cái tia hy vọng rất là lớn về chú Vũ, và người ta đang rất là mong chờ một cái kết thật là có hậu và chú Vũ có thể là quay trở về. Nhưng đằng này á, hôm bữa mà thị màu vào trong đó mọi người để mà có thể là lấy lời khai và biết được rằng là có cái vấn đề gì trong đó hay là không, mà ả quay trở về nhà và ả đi nói với tất cả mọi người rằng là nếu như chú Vũ mà quay trở về á thì ả sẽ ăn mừng lớn luôn. Thì mình không hiểu được rằng là đây là một cái sự mỉa mai, một cái sự châm biếm, hay là đây là một cái lời nói thật lòng. Nhưng mình nghĩ đối với thị màu thì không bao giờ là cái lời nói thật lòng cả. Vì bao lâu nay ả có thương yêu gì chú Vũ đâu, ả có lo lắng gì chú Vũ đâu mà mong chờ cái ngày chú Vũ quay trở về. Nếu như mà là một người vợ, người ta thương cho chồng của mình, cho dù có bất cứ một cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ví dụ như chồng mình là cái đứa mà ăn chơi bê tha cờ bạc thế này thế kia, hay là không biết kiếm tiền đem về lo cho vợ cho con á, thì sao cũng được, cỡ gì cũng được, mình không có nói. Còn đằng này chú Vũ là một người hiền lành, một cái người mà thương vợ, đi làm bao nhiêu tiền cũng đem về cho vợ, không dám tiêu, không dám xài một đồng một xu một cắt bạc nào. Nhưng tại vì sao một người giống như thị màu lại có thể làm cho chồng mình dính vào cái vòng lao lý như vậy? Người con trong gia đình của chú Vũ cũng có thể hiểu được cha của mình là cái người như thế nào,
và cái bản tính, cái tính chất của chú Vũ từ trước tới giờ nó ra làm sao, thì tại sao người dân ở nơi đây, tất cả những cái người mà không phải là ruột rà của chú Vũ mà người ta vẫn biết được chú Vũ là con người như thế nào? Nhưng một người vợ 35 năm qua, 30 mấy năm qua sống chung cùng với lại chú Vũ thì chưa bao giờ biết được chồng mình bản tính nó như thế nào. Ai cũng mong muốn rằng là chú Vũ sẽ quay trở về sớm cùng với lại gia đình, và ai cũng có một cái ước nguyện lớn lao rằng là mong chờ cái ngày đó nó sẽ diễn biến sớm nhất. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.